Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với phần 2 của việc so sánh Oppo Reno 2 và Reno 3. Thì phía trước mặt các bạn đó chính là một số cấu hình cơ bản của Oppo Reno 2 cũng như là Reno 3. Giá máy mới của Reno 3 hiện tại thì rơi vào khoảng 9 triệu đồng, còn Reno 2 thì đã ngừng sản xuất và giá máy cũ của nó thì dao động vào khoảng 7 cho tới 8 triệu đồng. Thì trước mặt của các bạn đó chính là điểm Geekbench, bao gồm điểm đơn nhân và điểm đa nhân của cả hai cái thiết bị này. Thì thông qua Geekbench các bạn thấy là Reno 2 có điểm số đơn nhân cũng như là đa nhân đều cao hơn so với con Oppo Reno 3. Năm nay thì mình thấy hơi thất vọng một chút xíu vì kể cả Oppo Reno 3 cũng như là Reno 3 Pro thì đều được làm khung vỏ hoàn toàn bằng nhựa. Nó sẽ làm giảm giá trị của cái máy xuống, mặc dù cả hai thiết bị này thì đều có mức giá rất cao, lần lượt là 9 và 14 triệu đồng. Có vẻ như các nhà sản xuất đang chạy đua ở cấu hình bên trong thay vì là việc cải tiến các cái thiết kế bên ngoài. Các bạn có thể thấy là giao diện ColorOS 7 ở trên con Reno 2 nhìn nó khá là nhẹ nhàng, nhìn nó rất là hiện đại, các icon thì đã được tối giản, nhìn nó đơn giản hơn, tuy nhiên thì vẫn khá là bắt mắt và nó không có quá màu sắc cũng như là không có quá nổi khối như ở trên con Reno 2 bên phía tay trái mình đang chạy ColorOS 6 và R9. Về giao diện các ứng dụng cơ bản như nhắn tin hay là cuộc gọi và thậm chí là cả camera thì nó cũng không có khác biệt quá nhiều nha. Tất nhiên là camera ở trên con Reno 3 thì nó có phần thêm nữa, còn ở trên con Reno 2 thì là ba cái gạch này. Thì mình đánh giá cái giao diện ở trên con Reno 2 thì nó sẽ tối giản hơn và nó thân thiện với người dùng hơn. Reno 2 có giá ở thời điểm mở bán cũng rơi vào khoảng đâu đó 12 đến 13 triệu đồng thì phải, mình nhớ không nhầm là như vậy. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thiết kế cũng như là về cấu hình thì chắc chắn là nó sẽ cao hơn Oppo Reno 3 rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành kết nối chung cả hai thiết bị này với Wi-Fi của điện thoại siêu rẻ. Mình sẽ tắt đa nhiệm cũng như là khởi động lại thiết bị để cho cái quá trình so sánh hiệu năng, test tốc độ load ứng dụng và game thì nó sẽ công bằng và chính xác hơn. Reno 2 thì cầm rất là đầm tay nha, bởi vì cái khung vỏ của nó bằng kim loại cũng như là mặt trước và mặt sau của nó thì đều được làm bằng kính cường lực. Và con chip Snapdragon 730 thì theo mình nghĩ là một con chip khá là mạnh, nó có thể so sánh được với con Snapdragon 835 nha. Như vậy thì trong cái màn khởi động này, Reno 2 đã khởi động nhanh hơn Reno 3 khá là nhiều. Và như mọi khi thì mình vẫn sẽ test 7 tựa game và 2 ứng dụng. Mình đã tắt cái tăng tốc trò chơi ở trên cả hai thiết bị. Và bây giờ mình sẽ tiến hành test tựa game đầu tiên, đó chính là Hill Climb Racing. Thì mình luôn nhắc đi nhắc lại cho anh em rằng những cái video speed test này nó chỉ mang tính chất tham khảo để giúp cho anh em có một cái nhìn khách quan hơn về cái sản phẩm mà các bạn đang có nhu cầu lựa chọn. Ví dụ như bạn đang cân nhắc việc mua một con Reno 2 cũ với giá khoảng hơn 7 triệu đồng và một con Reno 3 mới với giá khoảng 9 triệu đồng, thì cái video này nó sẽ giúp được cho bạn là mình nên mua cái máy nào nó sẽ có hiệu năng tốt hơn. Ở tựa game thứ hai thì hai máy load vào với tốc độ bằng nhau nha. Một lát nữa thì mình sẽ cho các bạn xem một số các cái hình ảnh cũng như là cái video mà mình chụp được và mình quay được bằng cả hai thiết bị, và để cho anh em tự đánh giá xem là thiết bị nào nó sẽ chụp hình cũng như là quay phim tốt hơn. Ở tựa game Plants and Zombies này thì Oppo Reno 2 lại giành chiến thắng và tỷ số hiện nay đang là 2-0. Tựa game thứ tư mình test đó chính là Temple Run. Hai thiết bị này thì có tốc độ load vào Temple Run là bằng nhau nha. Reno 2 thì mình xin nhắc lại là Snapdragon 730 và Reno 3 thì là con chip Helio P90. Cả hai máy thì đều có bộ nhớ RAM là 8GB. Tuy nhiên thì bộ nhớ trong của con Reno 2 lại lớn hơn gấp đôi là 256GB so với 128GB ở trên Reno 3. Và cả hai máy thì đều sử dụng chip nhớ là UFS 2.1 cho tốc độ ghi và xuất dữ liệu thì rất là nhanh. Ở hai tựa game Traffic Rider và Subway Surfer thì Reno 2 đều giành chiến thắng. Tựa game cuối cùng mình sẽ tiến hành test tốc độ load ở đây ngày hôm nay đó chính là Liên Quân Mobile. Sắc thì mình đánh giá cả hai máy này đều có cái khả năng hiển thị màu sắc đẹp như nhau, tại vì cả hai máy thì đều sử dụng tấm nền AMOLED có độ phân giải là Full HD Plus.
Và màn hình của con Reno 2 thì nó sẽ lớn hơn một chút xíu, và nó sẽ là dạng màn hình tràn viền, không có tai thọ, không có giọt nước, không có đục lỗ, camera pop up, một cái xu thế của năm 2019 nha. Bây giờ thì ở trên Chrome mình sẽ test tốc độ load vào web. Và các bạn có thể thấy là ngay khi mà mình chạm vào con Reno 2 thì nó có phản hồi rất là nhanh nha. Ứng dụng cuối cùng, ứng dụng thứ 9 ở đây đó chính là YouTube. Vậy thì thông qua 7 tựa game và 2 ứng dụng này, Oppo Reno 2 đã chiến thắng ở cái tốc độ load vào game cũng như là ứng dụng. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành test đa nhiệm của cả hai thiết bị này. Rất ngạc nhiên là Reno 3 mặc dù có 8GB nhưng ứng dụng Hillclimb Racing thì đã phải load lại. Các bạn có thể xem cái điểm số ở phía trên của màn hình là số lượng ứng dụng mà hai thiết bị này không phải load lại nha. Tự nhiên trong khoảng 1 năm trở lại đây thì các nhà sản xuất đều sử dụng chất liệu nhựa để sản xuất các cái thiết bị của mình. Mình không biết lý do chính xác là tại sao, có thể là họ đang đầu tư nhiều hơn vào cái phần nội thất bên trong, tức là về các cái thông số kỹ thuật cấu hình, và họ đang đầu tư nhiều hơn về camera. Tuy nhiên thì thay vì chất liệu nhôm kính hoặc là kim loại cao cấp như những năm trước thì năm nay lại toàn là bằng nhựa không. Thậm chí kể cả những dòng mà cận cao cấp của Samsung, ví dụ như là S10 Lite hay Note 10 Lite thì có cùng kim loại thật, nhưng mà nắp lưng của nó thì cũng vẫn là bằng nhựa thôi. Ở trong phần test đa nhiệm này thì Reno 2 lại tiếp tục giành chiến thắng nha. Bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn một số cái bức hình chụp cũng như là video mình quay bằng Oppo Reno 2 và 3. Đây là bức hình ở 1x. Đây là bức hình khi mà mình zoom lên 2x. Đây là bức hình khi mà mình zoom lên 5x thì Reno 3 sáng hơn, chi tiết tốt hơn. Đây là bức hình chụp chân dung xóa phông thì mình là đánh giá cao con Reno 2 hơn. Đây là bức hình chụp đêm, Reno 3 cũng tốt hơn. Selfie thì mình đánh giá cao Oppo Reno 2 hơn. Test video chống rung ở trên Oppo Reno 3. 1, 2, 3, 4, 5. Test video chống rung ở trên Oppo Reno 2. 1, 2, 3, 4, 5. Cả hai thiết bị này thì đều rất là mạnh. Tuy nhiên thì mình vẫn thiên về con Reno 2 nhiều hơn. Vậy thì các bạn đánh giá sao về hai sản phẩm này? Các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Nếu thấy video hay và hữu ích nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.